xin kính chào quý vị, và hiện nay là buổi chiều ngày 8 tháng 7 năm 2016 và chúng tôi đang đưa các cái từng bộ phận tháo rời của chiếc Osa lên xe ô tô để chuẩn bị đi Nam. Và trong khi đang chờ đợi xếp xe, chúng tôi cũng lìa vài hình ảnh để báo cáo với quý vị. Thì chiếc bàn thờ Osa này thì là chúng tôi là bằng gỗ vụ, và kích thước trên mặt là dài 2m17, sâu 1m07. Đây là cái phần phông chính của mặt tiền, cái giá tiền. Ở giữa là hình ảnh Tứ Linh, Long Ly, Quý Phượng. Bên dưới là Hổ Phù. Ở các cái ô bên cạnh này là các hình ảnh cây mai hóa, rồi thì cá hóa rồng, rồi thì bầu rượu Thúy Thơ vân vân, Kỳ Lân. Ở giữa là hình ảnh chiếc cuốn thư. Những chỗ này chúng tôi đang tháo ra, đợi đến khi lắp xong đây, ở những cái ô này lắp xong mới đưa lên. Còn mấy cái ô chỗ giữa này đây là chúng tôi cũng đang chằng rồi. Em cầm quay gần chữ ký cái này cho khách hàng xem chữ ký đấy. Đưa gần về chữ ký. Đấy, thế được rồi. Vâng. Vừa rồi là lái xe tôi mới lìa vào để quý vị xem được chữ ký. Alo. Dạ vâng. Còn đâu ạ? Rồi. Đó, rồi. Ông cho nó đón rồi. Ừ. Rồi.